Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người khi nghe chuyện hãy nhớ bấm vào nút like cũng như là bình luận bên dưới để giúp cho kênh của Bảo được mau chóng phát triển và có lại sự tương tác. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay thì Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của chú Tư Nhuần. Chú Tư chia sẻ câu chuyện này xảy ra trong xóm của chú cũng khá là lâu rồi. Lúc đó thì chú Tư chỉ khoảng chừng 15-16 tuổi thôi thì đã xảy ra rồi mà chú nhớ tới bây giờ. Hiện giờ thì chú Tư đã được 49 tuổi rồi các bạn. Rồi thì cái câu chuyện nó như thế này. Ở trong xóm á, thì có một cái ông, người ta hay gọi ông là ông Năm Thạo. Ông Năm Thạo này làm cái nghề là ông nuôi trâu, để mà đi cày thuê cày mướn này nọ đó. Nói chung thời điểm đó thì còn cái việc trâu rất là được sử dụng cái sức lao động của nó các bạn. Gần như là nói là làm lúa làm ruộng vậy ha. Chứ thường á là ông Năm Thạo ổng có kéo rơm, kéo này kéo nọ cho người này người kia. Gần như là hai con trâu của ổng á làm việc suốt. Chính vì làm việc nhiều cho nên mặc dù là cái người nuôi trâu làm thuê làm mướn thôi, nhưng mà ông Năm Thạo cũng là một cái người khá giả trong xóm do là tích góp. Thì ông Năm Thạo này á, lúc đó ông đã được 46 tuổi rồi mà ông chưa có vợ, ông sống có mình ên à. Anh em của ông, chị em của ông ai cũng chồng vợ hết trơn. Và thay cả bản thân ông ra riêng nhưng mà ông vẫn chưa có vợ. Một là ông giỏi, siêng năng. Hai á là cái tuổi của ông á nó cũng hơi lớn rồi. Và thêm một cái thứ ba là cái kinh tế của ông lại làm con mình nè, mà có hai con trâu là kể như là làm tiền nó vô hoài, làm hoặc hoài đâu có thời gian đâu mà xài tiền đâu đó, thì ông mới là kinh tế nó khá giả đi. Cái lúc đó đó thì ông có chơi thân với một cái ông này Bảo sẽ gọi là ông Tư. Thì ông Tư á với lại ông Năm Thạo á là hai người bạn thôi chứ không có bà con gì cả. Nhà của ông Tư cách nhà ông Năm Thạo độ khoảng 100 thước và trong 100 thước này là không có cái nhà nào cả. Thì kế bên nhà ông Năm Thạo có một cái nhà của ông Cò Bảy. Ông Cò Bảy là sống với bà Cò Bảy mà hai vợ chồng thì có con gái không à, gả đi hết trơn rồi. Cho nên là hai vợ chồng già cứ hu hỉ với nhau vậy, sát vách nhà của ông Năm Thạo. Cái chuồng trâu á nó nằm ở phía sau nhà. Cách nhà độ khoảng chừng 5-60 thước à là có cái chuồng trâu, và kế bên cái chuồng trâu là cái ao phân rồi đó, phân trâu phân này phân nọ thì hồi đó có người ta xài lắm. Ta đem về người ta chét này chét kia, hay hoặc là người ta xài người ta bón gì đó, còn không có thì ổng cứ xả xuống dưới cái ao đó. Mọi thứ nó bình thường thôi cho đến một cái lần á là cái ông bạn của ổng là ông Tư á, ổng mới qua ổng nói với ông Năm Thạo như vậy nè. Ông nói Thạo, giờ á tao có một chỗ này định làm mai cho mày. Cái bà này á là bà có một đời chồng rồi, có một đứa con. Con của bà đó thì chỉ mới khoảng 13-14 tuổi thôi. Thì cái tuổi đời á so với ông Năm Thạo là cái bà này chỉ khoảng 37-38 tuổi rồi. Ông Năm Thạo đó là 46 tuổi rồi. Đó thì ông Tư ông muốn làm mai cho ông Năm Thạo cái bà đó. Thì ông nói như vậy nè, cái bà này là hồi con nhỏ này á, giống như cái tuổi của ông hồi đó thì ông kêu là nhỏ này. Nhỏ này thì hồi đó nó có chồng, mà chồng nó thì sáng say chiều xỉn rồi cờ bạc, cho nên là bỏ nhau. Và đứa con á, đứa con gái cũng đi theo mẹ chứ không có chịu ở chung với cha. Thì thôi nhau đã lâu rồi, bây giờ á nếu mày chịu đó tao sẽ làm mai cho mày là nhỏ đó. Thì ông Năm Thạo nghe tới đó thì ông cũng hơi mắc cỡ. Ông Năm Thạo là cũng như bao người khác thôi, bình thường thôi các bạn, chứ ông không có phải là người có cái máu này máu kia hay này nọ, không phải. Con cái là ông lo màng riết rồi, cái ông quen sao không biết rồi, không chịu có vợ. Nhưng mà đến đây á thì tuổi ông đã 46 tuổi rồi,
và ông thấy mấy ông trong xóm chòm này nọ, nhầm khi giống như cưới bên nhà ông đi, là ông bà cậu bảy, mà ông bà cậu bảy có hai đứa con gái gả đi hết trơn rồi, sau này bệnh hoạn ốm đau vợ chồng già rồi phụ hợ với nhau thôi, chứ con nó đi có chồng nó ở xa biết đường đâu kêu nó về hay là cho nó hay. Thì ông mới suy nghĩ tới cái cảnh của ông, ông cậu bảy ít nhất ông có bà cậu bảy, và ngược lại còn riêng ông Năm Thảo á là ông chưa có vợ, sợ mai mốt trái trái gió chở trời ốm đau này nọ rồi ai lo. Thì bắt đầu ông nghe cái lời đề nghị của ông Tư, ông mới nói thôi nếu mà được á thì thôi anh làm mai cho tôi đi, kệ tuổi này rồi tôi không kén chọn kén lựa gì hết đó. Thì cái ông Tư đó, ông mới đi qua bên đó, ông mới nhờ giả người ta rồi nói chuyện này nọ qua lại với lại cái bà muốn làm mai cho ông Năm đó. Thì sau khi mà đánh tiếng rồi đó, thì độ khoảng chừng nửa một tháng sau, ở bên đó đó bà kia mới chấp nhận theo kiểu là muốn ông Tư dẫn ông Năm Thảo ở bên đó chơi. Thì qua bên đó chơi xong rồi hai bên mới nói chuyện với nhau coi là ý tứ làm sao, rồi lúc đó mới tính. Thì chẳng qua là một cái cuộc nói chuyện chơi rồi ăn một bữa cơm thôi, chẳng có một cái gì là trịnh trọng cả. Nếu mà hai bên thấy hợp ý rồi thì sau đó ông Năm Thảo sẽ nhờ người lớn qua, còn bây giờ là không cần. Thì cái hôm đó ông Tư mới qua cho ông Năm Thảo hay, mày làm gì mày làm nha, ngày mai sáng sớm là mày phải đi với tao ở bên đó. Cái ông Năm Thảo nói vậy thì ngày mai tôi đi với anh, nhưng mà hồi nào giờ đó tôi không có nói chuyện với khác phái nhiều, cho nên là qua bển có gì anh Tư nói chuyện giúp tôi. Tao biết rồi, mày yên tâm đi, mày đừng có lo. Ông Tư nói xong cái ông về. Ông nói xong ông về thì ông Năm Thảo ở đây cái đêm đó biết sao ông ngủ không được. Ông ngủ không được các bạn. Ông lo. Ông lo vì ngày mai ông biết qua bển rồi mình nói chuyện sao đây. Lỡ mà đó giờ mình cục mịch nó quen rồi, qua bển nói giờ lỡ cái gì đó nó phật ý hay nào nó không có hợp á thì người ta lại cười cho. Mà hồi nào tới bây giờ bản thân mình chưa có đi hỏi vợ hay là cái này cái nọ, mà bây giờ lỡ mà coi một cái cô mà cái cô đó có một đời chồng rồi, có con rồi mà còn không chịu nữa thì dời quê chết luôn. Cái tâm lý ông nghĩ vậy. Cái ông mới thao thức thì nhà kế bên có ông cậu bảy đó. Ông cậu bảy ông mới nói là ông đi qua, ông nói thôi mày yên tâm đi, không có gì đâu. Thằng Tư á, hồi nào tới bây giờ á, miệng lưỡi nó có, mà nó đã nhờ người ta rồi thì chắc là yên hết á, chứ không có gì, mày cứ yên tâm. Nghe ông Bảy nói vậy thôi cũng yên tâm rồi. Cái đâu có chừng 9 giờ mấy á, ông cậu Bảy ông mới về. Ông nói là thôi mày ngủ đi, sáng cho mặt mày tươi tỉnh này nọ, nhớ mặc đồ cho nó gọn gàng lại nghe bay. Tại vì cái tính của ông Năm Thảo thì hồi nào giờ ông sống mình hơn, ông hơi lè phè chút. Thì nói xong xuôi đâu đó rồi, cái ông cậu bảy ông về. Thì tới khuya bữa đó đó, cái nghe cái tiếng la của ông Năm Thảo, ông la là ông la như vậy đó. Thì do là sát vách nhà, mà ông cậu bảy thì hồi nào giờ ông dành lắm, ông nhạy bén lắm. Cho nên là ông nói ủa sao giống như cái tiếng của thằng Thảo nó la. Cái bà cậu bảy cũng nói tôi cũng nghe giống giống vậy đó. Ủa sao mà nó la ớ kỳ vậy, hay là nó ngủ mớ. Cái ông cậu bảy ông mới nằm đợi chút xíu coi còn la không. Cái im ru à, ông mới nghĩ là thôi chắc nó mớ gì đó bà ơi, không có sao đâu. Hay là ông đi qua bển cái đi. Ông đi qua bển ông coi là lý do làm sao. Nếu mà nó mớ thì thôi, còn nó không mớ á, lỡ mà nó có cái gì nó bệnh hoạn ốm đau gì sao. Ông bảo bà nói vậy cũng đúng, thôi để tôi đi ra. Ông cậu bảy ông đi ra, ông mở cửa ra mới quay mặt ông dần qua bên kia. Thì lúc đó là kiểu như ông đâu có đem đèn đuốc gì đâu, ông bước ra hai nhà cặp vách mà. Ông mới dòm qua bên kia thì ông mới thấy là có một cái bóng người đi ra cái vách bên kia, thấy như nhà sát vách vậy nè. Thì cái bóng người đó từ trong nhà đi ra thôi, kiểu mà đi ra ông không biết chắc có phải trong nhà đi ra hay không, mà ông thấy cái bóng nó phớt qua bên kia, đi ra phía sau hông nhà mình ở cái trách bên kia đó. Cái ông mới dối theo ông kêu, ông nói ủa Thảo hả Thảo, thì không có trả lời ông mà đi luôn.
mới nói, ủa thằng này sao bình thường mình nói nó trả lời mà bữa nay nó im ru đó. Thì ông cầu bảy này ông mới đi qua, cái vách đó, ông dòm sâu ra sao không thấy ai hết trơn á. Cái ông tính đảo vô, thì khi mà ông đảo vô cái ông mới gặp cái bóng đi phớt ngang đi vô trong cái cửa bếp á, cửa nhà sau. Ông mới nói, ủa thằng Thọ này làm gì trời. Cái ông mới đi ra sao ông dòm vô cái cửa sau, thì cái cửa sau nó vẫn đóng. Ông nói, ủa sao mà nó đi vô rồi mất tiêu ở đây mà cái cửa vẫn đóng. Ông mới đi ngược ra ngoài trước thì cái cửa trước nó vẫn đóng. Ông thấy kỳ kỳ rồi. Ông nói, trời không lẽ ăn trộm, mà ăn trộm nó vô gì cái cửa đóng vậy sao mà vô được. Ông mới kêu Thảo ơi. Thì lúc đó mới nghe cái tiếng của ông Nam Thảo trả lời. Vậy cho bậy. Trả lời vậy đó. Mày có sao không? Sao mà nãy tao nghe mày giống như mày ngủ mơ vậy? Không có sao. Ông về ngủ đi. À vậy hả? Trời không sao, thôi tao về tao ngủ nha. Tao nghe mày la tao tưởng là mày mớ. Cái ông mới đi về. Ông đi về cái ông nằm. Ông nằm cứ nhớ hoài. Bà cậu bảy mới hỏi, sao ông nói là nó không sao mà giờ ông nằm gác tay lên trán hoài vậy? Thì ông cậu bảy trả lời vậy nè. Ông nói, ừ sao kỳ vậy ba. Tôi thì nãy tôi nói chuyện, tôi kêu thằng Thảo mà nói nạo ngay nạo giờ, tôi kêu nó một tiếng là nó trả lời. Nó quý gia đình mình dữ lắm, mà sao đêm nay tôi thấy nó đi vậy đó, mà tôi kêu nó hai lần nó không trả lời tôi. Tôi ra nhà trước á, tôi kêu thì nó mới chịu trả lời. Nhằm khi thằng nhỏ nó đang ngủ, rồi nó mệt, rồi nó lo lắng cái chuyện ngày hôm sau, rồi ông qua ông kêu nó giật mình nó trả lời vậy chứ có gì đâu. Không phải bà ơi, sao tôi nghe cứ như cái giọng nó lớ lớ rồi sao á, chứ không có 100% là cái giọng của nó. Ông này thì ban đêm ban hôm giống như ông đi, ông ngủ đang ngủ mà tôi kêu ông dậy hay là cái gì đó thì ông cũng trả lời cái giọng cũng đục lè đó chứ gì đó mà. Chắc bà nói vậy đúng. Thì nghĩ vậy rồi ông cầu bảy ông mới ngủ. Nhưng mà lúc đó là cái kiểu cảm giác ông mới dâng lên một cái gì đó nó kỳ kỳ nghe. Cái tiếng nói của ông Năm Thạo thì cứ như là ngày nào mà hai chú cháu ông nói chuyện với nhau, quá rành rồi. Và hồi đó vậy đâu phải là cái lần đầu ông cầu bảy ông kêu ban đêm đâu. Hồi đó nhằm khi ông đi màng về ông mệt ông Năm Thạo á, rồi ban đêm ông bệnh lên rồi ông cũng theo kiểu là chú bảy ơi vậy đó, cũng qua biết bao nhiêu lần. Mà cái giọng đêm nay nó kỳ lắm nha. Nhưng mà thôi, kỳ không kỳ gì vậy thì coi như là vợ mình nó nói vậy là cũng đúng đi, kệ đó. Thì sáng ra đó ông cầu bảy ông thức sớm, khoảng chừng 5 giờ, ngày nào cũng 5 giờ ông thức hết trơn á. Hôm qua thì ông có nghe là ông Năm Thạo có kể là 6 giờ sáng sẽ đi, ông Tư sẽ qua đây để mà dắt ông đi. Tại vì đi từ đây qua đó thì nó cũng chỉ là 3 cái mấy số thôi, cũng rất là gần. Mà con cái là đi qua đò. Cái ông mới thấy 5 giờ rồi mà sao thằng Thảo nó chưa dậy. Không lẽ đêm hôm qua đó nó mớ này nọ cho nên là nó ngủ không được. Thôi mình cứ canh, cỡ 5 giờ giữ mình kêu nó dậy là vừa rồi. Tới 5 giờ giữ thì ông cò bảy á, ông mới thấy là chưa dậy, có chưa dấu hiệu dậy. Ông mới đi qua bên nhà ông kêu. Ông nói, Thảo ơi về cho bảy. Bảy dậy rồi hả? Coi tắm giữa mặt mày chỉnh chu bạc đồ đạc nha. Sắp tới giờ đó, tao sợ bay ngủ quên. Biết rồi. Thì thấy trả lời biết rồi thôi, ông cò bảy ông mới về. Ông về thì lúc này bà cò bảy cũng đã nấu cơm nấu nước xong rồi, đang dọn ra để cho gói theo đang hai vợ chồng đi đồng măng. Thì lúc mà đi bước ra khỏi nhà đó, lúc đó là cỡ là 5 giờ 45 phút. Đi ngang thấy cái nhà vẫn còn đóng cửa đi. Cái ông cầu bảy ông mới nói, trời thằng này cũng mà đặt mắc cỡ nữa ha. Thì hai vợ chồng mới nghĩ đâu là chú Thảo mắc cỡ. Thành ra là cũng đi. Trước khi đi á thì ông cầu bảy ông mới chọc. Ông thấy giống như là mắc cỡ, ông ghẹo vậy mà. Ông nói, ê,
bữa nay đi về á, có vợ rồi á là phải kể cho tao nghe nghe mày. Cái ông cười kha kha kha, bà cậu bảy nó ông nội này đi 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 màn đi chọc nhỏ hoài đó. Thì hai vợ chồng mới đi, thì lúc đó là cũng vẫn không gặp mặt chú Thảo nghe, mà nghĩ là ông đang ở trong nhà, ông đang thay đồ thay đạc gì đó, tại cũng sắp tới giờ rồi. Cái hai vợ chồng cậu bảy mới màn màn ở trong đó là đâu cỡ chừng 7 giờ thì lúc này mới thấy ông Tư lúc xúp ông chạy vô. Ông Tư á, ông lúc xúp ông chạy vô mà mặt mày ông hầm 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 nghe. Cậu bảy mới hỏi, ủa mày làm gì vậy, sao mày nói mày đi với thằng Năm mà bây giờ mày đi vô đây? Chú coi tức không chú Bảy? Ủa cái gì vậy mày, cái gì mà tức? Trời ơi con tức quá, tức chú Bảy ơi, thằng Thảo á gặp thằng nào cũng đập vô mặt đó luôn rồi. Ủa là sao mày, mày nói gì mà tao nghe giống như hai thằng bay có chuyện nhau vậy? Anh em bay nào giờ bạn bè thân thiết với nhau, mà đời nào thằng Thảo đi gây gỗ với mày mà vụ gì, nói tao nghe coi. Chú coi đó, con á, con làm mai cho nó, con nói con đi qua bển không biết bao nhiêu lần để con nhờ giả người ta, đến cái ngày người ta chấp nhận rồi để mà đi qua nói chuyện thì con hỏi nó cũng mừng, nó vui vẻ, nó nói sáng đi với con, sáng 6 giờ con qua tới nhà nó, con thấy đóng cửa, con vô con kêu nó đuổi con về, con bắt đầu con tưởng nó giỡn với con, ai về đâu con kêu nó mở cửa hoài nó không mở cửa, nó còn nói con là mày về đi, mày mà không về hồi con chừng tao á, nó hâm con vậy đó, chứ mày thấy con được không? Cái kiểu như ông Tư ông quá bức xúc rồi, ông nói mặt mày ông đỏ lơm hết trơn. Cậu Bảy nó, ủa sao kỳ vậy, thằng Thảo cái tính tình nó là tao rành nè nghe, mày lúc mày đi qua rồi mày có nói chọc ghẹo nó gì cho nó quạo không? Trời đất ơi, quạo cái gì, bao nhiêu chú Bảy. Con nói con tức muốn chết luôn, con kêu đàng hoàng mà nó đuổi con ra, nó đuổi con về, nó còn hâm con nữa. Rồi con mới nói với nó, ủa mày giỡn gì kỳ vậy Thảo, tao qua tao rủ mày đi rồi tự nhiên mày hâm tao mày đuổi tao. Thì nó nghiến răng càng két càng két trọng á, nó nói là mày đi đi, mày không đi tao bẻ cổ mày chết giờ. Nó nói vậy mà nó coi được đó, chú Bảy. Con tức quá mà con kêu nó ra không được, con về nhà, con đảo về nhà mà con tức con chịu không nổi. Bây giờ con phải chạy vô trong đây con nói với chú Bảy nghe nè. Chú Bảy coi chú Bảy lớn á, chú Bảy về chú Bảy xử giùm con đi chứ con tức quá tức rồi. Ông cậu Bảy nói, ủa lạ kỳ đấy, sao thằng Thảo nó vậy? Nào giờ tính cách nó đâu có vậy, mà ngay cả bà cậu Bảy cũng không tin á. Ở gần nhà biết bao nhiêu năm trời rồi, tính tình chú Thảo, ông Thảo sao là cứ như ông này rành hết trơn á. Đó thì bây giờ lỡ vậy rồi, cái ông cậu Bảy mới nói với bà cậu Bảy á, thôi bà mặn đây đi, để tôi về tôi coi coi làm sao. Thì trên cái lúc đi về là ông cậu Bảy với lại ông Tư đi chung. Hai ông mới nói, cái ông Tư cũng đi giống như ông Hà cái quả, ông Lợi nó, ông cậu Bảy cũng khuyên răng này nọ đó. Có người lớn lên tiếng rồi, ông Tư cũng hạ cái quả ông xuống. Rồi cái ông mới nói, mà con thấy cái này kỳ quá chú Bảy ơi. Kỳ là kỳ sao mày? Thằng Thảo á, sao mà hồi sáng nói chuyện với con cái giọng nó cả lớt lớt không, nói chung là cũng cái giọng của nó, nhưng mà con nghe ra nó lớt lớt, mà có cái này nó lạ nữa nè chú Bảy. Thôi lạ sao mày nói tao nghe coi. Không biết làm sao mà cái lúc đó nó nói đòi bẻ cổ con á, tự nhiên giãn óc người hết trơn, rồi con nổi da gà hết trơn chú Bảy. Cái lúc đó con đang nóng mà sao tự nhiên con nổi da gà hết trơn á. Ủa có chuyện đó nữa sao? Dạ. Bởi vậy con nói, trời đất ơi, con đi về rồi, con nóng thì con nóng nha, nhưng mà con cứ nhớ lại cảm giác lúc đó nó rợn rợn, kiểu giống như mình hồi đó giờ chú cháu mình mà đi chỗ nào á mà vắng vẻ này nọ giống như có ma vậy. Tào lao tầm bậy mày, hồi nào giờ nó ở đó, nhà tao kế bên chưa từng xảy ra cái chuyện tâm linh gì hết trơn á, ở đâu ra mà mày nói vậy? Thì bởi vậy con mới thấy lạ, con mới nói cho Bảy nghe. Thật ra ông cò Bảy nói như vậy là để yên tâm thôi, chứ bản thân của ông khi mà nghe ông Tư kể như vậy, ông cũng sực nhớ về cái chuyện hồi tối tự nhiên nghe nó là ớ, rồi sau đó nó lại nói chuyện với cái giọng là nghe khác. Cái ông cậu Bảy thấy vậy thôi, bây giờ đi về gặp nó là biết cái gì, thì mới đi về. Lúc này thấy cái cửa mở rồi,
cái ông cò bảy ông mới kêu là Thảo ơi Thảo, mày có nhà không Thảo? Có mà mệt quá chú Tư ơi. Thì tự nhiên cái lúc này vẫn là cái giọng nói của chú Thảo nha, của ông Thảo nha, nhưng mà cái giọng của ổng nó trở lại bình thường, chứ không có giống như là hồi tối hay là hồi sáng, nó không có giống, mà cái giọng mệt mỏi lắm. Cái ông cò bảy á, ổng mới dắt ông Tư vô, mà ông Tư cũng nói thôi chú vô chú nói chuyện trước với nó đi, chứ nó nói chuyện kiểu đó con chịu không nổi. Trời ơi, hai thằng bay sao mệt quá, mày cứ mày ngồi đây đi, để tao vô tao coi còn sao. Thì ông cò bảy ông đi vô, ông đi vô thì lúc đó là ông Thảo á, ông Nam Thảo á, ông ở trong buồng, ông nằm ở trong á. Cái ông cò bảy ông vô ông hỏi, ủa mày làm gì mà giờ này mày còn nằm trong mùng vậy? Con không biết làm sao nữa chú Bảy ơi, sao mình mấy con nó mệt mỏi nó rũ rượi hết trơn á, giống như con bệnh vậy chú Bảy. Ừ, đâu đâu để tao coi coi. Thì ông mới lời ông giờ, ông giờ chán, ông giờ chán ông thấy không, không thấy nóng mà không thấy lạnh. Cái ông hỏi là trong người mày sao? Thì con nói rồi đó, không biết làm sao mà trong người con nó bủng rủng như không có sức vậy. Mà ngày qua con nhớ con còn khỏe ru hà. Cái ông cò bảy nó, ủa sao kỳ đang vậy trời. Thôi bây giờ mày đi ra không? Mày đi ra ngoài trước đi cho nó thoải mái, chứ mày nằm ở trong buồng hoài, bệnh hoạn ốm đau gì ai biết. Chắc con đi không được chú Bảy ơi. Sao mà con mệt quá con không muốn đi đâu hết trơn á. Cái ông cò bảy nó, không được rồi, vậy là mày bệnh rồi. Nhưng mà nè, hồi sáng á, bệnh thì nói bệnh, nói với thằng Tư là bệnh, sao mà mày nạt nộ nó, mày hăm dọa mày đòi bẻ cổ nó vậy? Cái gì vậy chú Bảy? Chú nói sao vậy? Con nằm đây con cứ đợi đợi thằng Tư nó qua hoài, để con nói với nó là con bệnh, thôi đâu bệnh xin lỗi người ta này nọ, chứ con đi không được. Hẹn bữa khác thôi, chứ bây giờ mình mấy con vậy sao con đi? Ủa cái gì kỳ đang vậy? Mày nói mày chờ nó, mà nó kể với tao á là nó qua rồi mày nạt nộ nó, mày đòi bẻ cổ nó này nọ nữa. Trời đất ơi, sao mà con đòi vậy được? Con mệt lắm chú Bảy ơi. Chứ sáng giờ con nằm cứ cà thức con đợi nó nè. Ê thằng Tư, mày vô đây coi. Nghe thấy ông Bảy nói cái giọng cũng cứng quá đi, cho nên là ông Tư cũng đi vô. Ủa gì chú Bảy, mày nói kể cho tao nghe coi, hồi sáng sao mà thằng này một thằng á mày kể cho tao như vậy, còn thằng Năm á thì nó nói với tao á là nó mệt, nó đợi mày hoài không thấy mày qua. Cái ông Tư ông nói, Thảo mày đừng có nói dối nghe Thảo, hồi nào giờ tao biết cái tính của mày á là không có nói dốc nói láo. Hồi sáng mày quạo cái chuyện gì, hay là mày bệnh rồi mày mệt rồi mày quạo thì mày nói đi, chứ rõ ràng mày nói với tao như vậy mà bây giờ mày nói không gặp tao, mày nằm mày chờ tao là sao? Trời ơi, mày nói cái gì vậy Tư? Tao nằm tao chờ mày hoài, đợi mày qua, đợi tao nói với mày, chứ nói tao còn sức tao đi rồi, tao đi qua nhà mày tao nói với mày rồi. Tự nhiên nói ra xong ba ông ngớ ngẩn hết trơn. Ông Tư cũng tức tới nỗi mà ông dậm chân dậm giò, ông nói trời ơi tao tức gì mà tức dữ vậy ta, mày rõ ràng mày đòi bẻ cổ tao này nọ. Thôi mày điên quá đi Tư ơi, Tư tao nằm tao đợi mày hoài có đâu. Cái tự dưng lúc đó ông Bảy cũng thấy kỳ kỳ nha, ông nói thôi cái chuyện đó tạm để đó đi, thằng nào đúng á thằng nào sai thì từ từ tao coi, mà hai thằng bay không lẽ gì cái chuyện đó mà bây giờ dặn nhau hay sao? Bây giờ nè, thằng Năm nó bệnh nè, thằng Tư mày lo không? Thì ông Tư cũng dặn vậy thôi, chứ nói thôi bây giờ con với chú đưa nó đi coi bệnh hoạn nó làm sao đó. Ừ vậy thì được, thôi bây giờ đi. Cái mới đi các bạn, là mới đưa đi lại cái nhà của cái ông kia, giống như kiểu cũng bán thuốc tây vậy đó. Mà ông nói này nó mệt người thôi chứ đâu có gì đâu, trong người nó bình thường à, mà sao nó yếu vậy? Kéo nó thôi bây giờ nằm đây đi, rồi có gì vô một chai nước biển cho nó khỏe lại chứ gì. Thì thiệt, vô một chai nước biển là khỏe à. Cái ông mới khỏe lại đi, ông về nhà ông đi được rồi, mình đi bình thường. Ông đi trên đường về ông nói, ủa từ mày nói vậy chứ tao nói thiệt với mày, cái tao sáng tao nằm tao đợi mày mà tao đâu có thấy mày qua đâu. Thì ông nào cũng biết ông kia là hai anh em hợp tính với nhau, không bao giờ mà nói kiểu mà nói dốc nói láo hay là đặt điều đặt chuyện gì hết. Thôi rồi mày ơi, mày giống như mày đang bị mộng du vậy, mày nói với tao rõ ràng vậy giờ mày không nhớ. Rồi bây giờ thôi nè mày về đi, mày khỏe phải không, mày về đi,
tao qua bển tao xin lỗi người ta, hẹn ngày khác. Ừ thôi mày qua bển mày hẹn với ta ngày khác đi, chứ tao mới về sao đi được. Thôi bây giờ như vậy, để tao coi hẹn được ngày nào rồi tao về tao nói với mày như vậy. Ừ vậy thôi tao cảm ơn mày nha. Cái ông Năm ổng về, ông cũng nói với ông Bảy vậy đó. Ông nói chú Bảy rồi sao mà sáng con nằm có đợi không à. Hai thằng bay nói chuyện hoài nó như cái bùng binh, tao không biết đường đâu tao xử. Thôi cái chuyện gì qua cho nó qua đi, chắc là mày mệt rồi mày sáng gì, chứ thằng Tư nó chạy vô chổng chứ nếu như không mà nó phải dắt mày đi chứ, mày bệnh hoạn nó cũng biết chứ. Chứ làm sao mà nó chạy chổng nó tức giận nó nói với tao như vậy. Thì bởi con cũng biết tính thằng Tư. À mà thôi mày ơi khỏi nói nữa, mấy cái vụ này nói hoài nó cũng nhiều đó. Nhưng mà ông Bảy ông về ông kể bà ấy nghe. Ông cậu Bảy về kể cho bà cậu Bảy nghe thì bà cậu Bảy mới nói ủa sao kỳ vậy, giống như là chuyện gì giống như là ma nói chứ phải nó nói vậy. Cái ông mới nhớ nói, ủa không lẽ là có liên quan tâm linh trời, mà nào giờ thằng Năm á nó có bị tâm linh gì đâu. Ông cố tình qua đã một hai bữa sau ông vắng qua nhà, thậm chí ông ngủ ở nhà của ông Năm luôn, nhưng mà ông không thấy cái gì hết trơn, mọi thứ nó bình thường. Cái qua bữa sau nữa ông Tư mới qua, ông nói bữa đó tao qua bển rồi cái ông mà tao nhờ giả đó, bà con với cái người tao muốn làm ai cho mày đó, ông mới trách. Rồi tao cũng dặn ông đi nhậu này nọ, xin lỗi ông này nọ, tao xỉn quá mày ơi, giờ tao về mấy bữa nay tao cũng qua, nay tao không qua nhà mày, giờ tao qua để cho mày hay nè. Là ba bữa nữa nghe, là cái bữa đó vậy đó, là sáng phải đi nha, nhưng mà bữa nay tao phải chắc ăn, là tối nay tao qua tối cái bữa thứ hai á, sáng ngày thứ ba đi, tối bữa thứ đó là tao phải qua tao ngủ với mày, để sáng tao với mày đi luôn. Trời, mày làm quá mày ơi. Không vậy đâu mày ơi, chứ mày lỡ mai mày sáng mày chửi tao nữa rồi cái mày nó không có nó mất công lắm. Tùy tùy mày. Ông Năm ông cũng biết là ông Tư theo kiểu là ông thương thôi, ông quý cho nên ông mới làm vậy, chứ ai bỏ công bỏ sức ra mà di chuyển của mình đó. Thì trải qua hai đêm giống như là cái đêm thứ hai á, cái khuya đêm đó đi, ông Năm Thào á, ông mới qua ông kêu cửa ông cậu Bảy, ông kêu chú Bảy ơi, chú Bảy ơi, chú Bảy ơi. Ông Bảy ông giật mình thức dậy, ông hỏi ủa cái gì vậy Bảy thằng Thào hả con nè, chú Bảy ơi, chú Bảy mở cửa con, chú Bảy ơi. Ông cậu Bảy ông mới mở cửa, ông mở cửa cho đi vô đó. Thì khi mà đi vô trong nhà khuya lắc khuya lơ thì phải có chuyện gì mới kêu cửa như vậy. Cái ông mới dặn cái đèn cho nó cao, nó lớn lên, nó ánh sáng nó lớn chút xíu. Thì ông mới quay xuống, ông dòm, ông thấy cái mặt của ông Năm Thào á xanh xanh. Ông nói ủa gì vậy mày, ôi bệnh nữa hả? Dạ chắc con bệnh quá chú Bảy, không biết làm sao mà con ớn lạnh, con rùng mình, rồi cái người con giống như không có sức giống như bữa đó vậy đó. Mèn đét ơi, nhờ sao kỳ vậy? Bà ơi, bà coi bà lấy chai dầu ra, tôi coi tôi cạo gió cho nó một chút coi. Cái mới lấy dầu ra thì ông cậu Bảy ông cạo gió cho ông Năm Thào. Thì hồi đó hay kiểu vậy đó, hay cái kiểu là bệnh cái đè cạo gió. Cạo gió ông hồi có dầu vô làm như mắm nha, ông mới đỡ đỡ đi. Ông nói con đỡ đỡ rồi nhưng mà con còn mệt trong người quá chú Bảy ơi, thôi mày nằm ở đây mày ngủ luôn đi, sẵn tao canh cho mày, cho cũng 2 giờ sáng rồi. Ừ vậy phiền chú Bảy quá. Phiền cái gì mày, tao với mày sát bên vách nhà thì tối lửa tắt đèn có nhau, thôi nằm nghỉ đi rồi sao có gì khỏe không khỏe về sáng tính. Thì cái tới sáng cái ông khỏe người, nhưng mà ông cậu Bảy mới nói như vậy. Ông nói thôi để tao kêu thằng Tư qua, thằng Tư nó dắt mày đi lên nhà thương đi, vô chỗ ông khám này nọ coi làm sao, chứ ngày mai là tới cái ngày hẹn với người ta rồi. Lần đầu á do là bệnh hoạn thằng Tư cũng hết lời hết lẽ đi năn nỉ xin lỗi người ta, nhưng mà lần này đó nếu mà nói lỡ dở một lần nữa là coi như xong đó nghe mày, không có được vậy đâu. Mà chẳng những không được á, sau này người ta còn bàn tán về cái tính tình của mày nữa, chắc mày hết có vợ luôn quá. Dạ chú Bảy tính sao con nghe vậy đó. Thì ông cò Bảy ông mới qua ông kêu ông Tư mới dắt ông đi lên trên nhà thương. Ông Tư mới đưa ông Năm Thào đi. Ông cũng nói mày thiệt, mỗi lần có đi hỏi vợ mà cứ vụ về hoài mày,
mà thôi ông nói vậy thôi chứ ông đi chở ông kêu ông nói với bác sĩ này nọ mà ở đó ông lo rồi khám kỹ này nọ trơn luôn đến trưa vậy đó, thì bác sĩ người ta không có sao, ông này không có sao hết trơn á, người ta đưa thuốc cho uống thôi, để về uống cho khỏe thôi. Cái giờ ông tỉnh bơ à, nhưng châu cày ruộng vậy đó, ông còn nói là thôi bây giờ tao phải đi ra ngoài tao cắt mớ cỏ rồi cho nó ăn, rồi cắt dư ra mớ để sáng sớm đổ ra cho mấy con châu nó ăn. Thì ông mới đi ra, ông mới đi ra thì ông Tư mới thấy là mới sáng mệt vậy nè, thôi mày đừng có cắt, để tao cắt cho. Thì hai ông mới đi là ông Tư không cho ông Năm cắt luôn, ông Tư cắt hết, ông cắt xong rồi ông vác về phụ này nọ, anh em phụ nhau bình thường đó. Cái chiều về cái mới ghé nhà ông Cậu Bảy ăn cơm, tại vì ông nói là thôi hai ông bay đi cắt cỏ này, về tao nấu cơm cho, về tao kêu bả nấu cơm cho hai ông bay ăn luôn. Ăn cơm ăn nước xong rồi cái ông Năm Thảo á, ông mới nói là thôi Tư ơi, tối nay mày ngủ bển đi, giờ sáng mày qua mày kêu tao chứ mày qua đây mày ngủ làm chi. Không mày ơi, tao qua tao ngủ với mày, mày ơi. Cái em Cậu Bảy mới nói thôi mày cho nó ngủ với mày đi, rồi lỡ là tối mày có bệnh hoạn gì nữa cũng có người lo, chứ mày tao nằm bên đây nó ngủ với mày tao không ngủ với mày hà. À thì ông Tư ông mới về, ông về cái ông mới ship một bộ đồ ha, rồi đồ đạc mà mua để đi bên bển giống như làm cái quà biếu đó là bà Cậu Bảy mua giùm rồi đó. Ông mới đi qua, ông đi qua ông ngủ, ông ngủ với lại ông Năm, nhưng mà lúc đó là có 7 giờ mấy à. Cái ông Cậu Bảy rồi ông qua chơi, ngồi uống trà nói, rồi ông Cậu Bảy cũng chỉ dẫn cho ông Năm Thạo là con nói chuyện thì có cái đó như vậy đó. Tuy á là cái con nhỏ đó đó nó một đời chồng rồi đó, nhưng mà mình đã quan tâm, mình muốn đến để mà mình đánh tiếng về sống chung với nhau, thì bay cũng không có được nói cái vấn đề đó ra, không có được chơi người ta hay là cái này cái nọ. Rồi sau này nếu mà có được đó thì về nhà ở chung với nhau, cũng đừng có nhắc tới cái chuyện cũ, chẳng ai muốn mình bị cái hoàn cảnh như vậy đâu. Nói chung là ông Bảy ông dài, ông khuyên ông răng vậy thôi, thì nghe cũng dạ vậy đó. Đến khoảng 8 giờ thì tự nhiên ông Năm Thảo á, ông nhìn vô dùng mình ông vậy nè, mà ông Tư thấy nha. Ông Cậu Bảy lúc đó ông vô ông dòm ra ngoài ông không thấy, ông Tư mới thấy. Ông mới nói cái gì vậy Thảo, mày làm cái gì vậy Thảo, không biết làm gì sao tao dùng rùng mình mày ơi, thôi đừng nói bệnh nữa nha, thôi nó chỉ giàu sức đi vô nằm ngủ sớm đi mày ơi. Chắc vậy quá. Cái em Cậu Bảy ông mới đưa cho dầu để lại, rồi xong ông đi về cho hai người ngủ, hai người mới vô ngủ đi. Mà lúc đó là do ông Tư ông không có buồn ngủ, ông mới nằm, ông nằm vậy cái đèn thì nói chung là lúc đó tự nhiên nó tắt đi đó. Mà ông kệ, theo kiểu là ông Tư ông kệ, tắt thì tắt, ngủ tối ngủ có gì đâu. Hai anh em là ngủ ở cái bàn thờ xéo xuống nha, chứ không ngủ trong buồng nha. Kệ nó tắt thì tắt, nhầm nhò gì. Ông mới nằm, ông nằm cái ông mới nghe cái âm thanh các bạn, cái âm thanh ở phía sau nhà bếp á, kiểu như là nó giống như ai đang mà dậm chân dậm dò gì tức giận ở dưới á. Ông nghe rõ ràng vậy luôn. Ông nói, ủa sao kỳ vậy trời, sao có cái âm thanh gì mà nó kỳ cục quá. Cái ông mới ngồi dậy đi, ông ngồi dậy ông đi xuống, ông đi xuống thì ông không thấy gì hết, ông dòm giáo giác chỗ này chỗ kia ông cũng không thấy. Nhưng mà bản thân ổng thì lúc đó nó hơi cảm giác lạnh lạnh, mặc dù là ở trong nhà nha. Con cái là đâu phải lần đầu tiên ổng qua bên nhà của ông Năm Thảo ngủ đâu. Thôi kệ đi, chắc là mình nghe lầm hay là cái gì đó, thôi bây giờ mình đi đảo ra trước mình ngủ, tranh thủ ngủ để sáng còn tươi tỉnh này nọ đi qua bên kia nữa. Cái ổng mới lên, ông lên trên giường ông nằm. Ông nằm thì ông nằm chút xíu à, đâu cỡ chừng 10-15 phút à, thì ông nghe ba cái son, ba cái chảo đồ ở dưới bếp á, giống như là con chuột con mèo vậy đó, nó chạy và nó đánh từ cái, nó nhào tò lộn sao không biết, mà từ cái chảo này nó đánh qua cái nồi kia, nó kêu lóng cỡ lóng cỡ lóng cỡ vậy đó. Ông giật mình, ông giật mình, ông mới nói trời đất ơi sao nhà thằng này chuột mèo dữ vậy. Ông mới lợi cái bàn thờ, ông đốt cái đèn lên, ông đốt cái đèn, ông đi xuống dưới, ông đi xuống dưới bếp, ông coi là con chuột con mèo gì nó phá. Giờ đi xuống không có vậy chứ, mọi thứ nó yên vị vậy đó. Thì bây giờ ông mới dán, ông nhớ trong đầu ông nè, ông nhớ coi cái nồi, cái chảo, cái son,
cái thao, cái tô, cái tô vậy đó. Ông mình đánh vào một lượt. Nói chung là cũng nhớ rồi, nhưng mà do là nhà thì ông bản thân ông Năm Thảo ông sống một mình. Nhầm khi ông cũng bề bộn này nọ, nó không có ngăn nắp. Nhầm khi để bữa chỗ này, nhầm khi để chỗ kia thì ông mới đánh sơ một lượt ông nhớ. Thì lúc đó ông nhớ nha. Ông nhớ trong đầu ông rồi. Là vị trí của cái nồi, cái son, cái xảo sao sao đó. Thì ông mới tưởng tượng ra, bây giờ mà lỡ có mèo nó nhảy lên á thì nó có bị va chạm hay không. Thì cái ông mới chèo cào lên. Thì mỗi lần hay để cái móc các bạn, cái móc giống như là cái khúc cua vậy đó. Để mà móc vô vách nhà. Ông mới dòm xong, cái chỗ nào thấp thì ông để lên cao. Rồi, ông nhớ hết trơn. Xong cái ông mới đi ngược ra ngoài trước. Ông đi ngược ra ngoài trước cũng dặn cái đèn cho nó lưu lại. Rồi ông mới lên trên giường ông nằm. Thì khi mà ông mới vừa nằm xuống, ông Năm Thảo mới nói nhỏ nhỏ với ông dậy. Ủa từ từ, nãy giờ mày đi đâu à? Tao đi xuống bếp. Mà mày nhà cửa rồi mày sống một mình, nhưng mà cái gì cũng phải sắp có vợ rồi, cũng nó gọn gàng là chút xíu. Chỗ nào mà mèo chuột nó vô được thì lắp nó lại đi, để mèo nó vô nó nhảy lởm cởm dưa. Ủa vậy hả? Mà từ từ, tao nói mày nghe nè. Bộ trời ở ngoài gió lắm mà mày. Ủa mày làm sao? Gió làm sao? Ờ thì tao hỏi mày vậy đó. Bộ gió hay là sương nó lạnh dữ lắm hả? Tháng này, trời ơi, tháng này tháng 2, nắng hạn mà người ta hay gọi hạn bà Trần đó. Mày nghĩ sao mà gió nhiều? Nực thấy bà luôn nè. Ủa sao mày nực hả? Sao kỳ vậy mày? Sao nãy giờ mày đi á, tự nhiên người ta thấy lạnh mà mày lợi á, cái tao đỡ lạnh lại mày. Trời đất ơi, mày tào lao chưa? Thì chắc trong người mày yếu, cho nên là hồi nãy tao mới nằm gần á. Giờ tao đi, tao lúc mà tao đi ra, tao gỡ cái mền ra. Rồi nhầm khi cái mền nó sụp ra khỏi người mày, mày yếu trong người mình, mày thấy lạnh. Vậy bây giờ tao lên, tao gịch cái mền lên rồi cho nên mày ấm. À, chắc vậy quá mày ơi. Thiệt tình, nãy tao ớn lạnh sao mày? Rồi thôi thôi, nè, mày nè, cái chai dầu kìa. Nó tao để trên đầu nằm đó. Mày lấy mày sức vô sau cái ót với hai cái bàn tay, rồi xương sống chút xíu đi cho nó ấm ấm người. Còn cái lưng để tao chà giùm cho. Thì cũng để cho ông Tư ông chà dầu. Xong rồi cái nó không, mày giờ sao giờ tao nực rồi mày ơi, tao nóng mày ơi. À, tao bo tay với mày rồi. Sao mà tự nhiên hồi lạnh rồi một hồi nóng, hồi nực. Tao thua mày luôn rồi mày ơi. Thì ra lúc đó đó các bạn, cái dòng mà nó quậy dữ á, nó quậy để cho ông Tư xuống. Thì khi ông Tư ông xuống rồi á, nó mới chạy lên trên đây, nó muốn làm gì ông chú Năm Thảo á. Bởi vậy ông mới có cảm giác lạnh vậy đó. Mà lúc đó là hai người không người nào biết hết trơn, chỉ nghĩ là do ông Năm Thảo ông mệt rồi, ông yếu trong người thôi đó. Thì xong cái nằm vậy, cái ngủ được đâu gần khuya vậy đó, không biết mấy giờ. Cái ông Năm Thảo nè, ông mới mắc đi tiểu đi. Ông mắc đi tiểu. Ông mới lờm cờm ngồi dậy, ông định đi tiểu. Đó. Thì ông mới mở cái mùng ra. Ông mở cái mùng ra nha. Ông thọt hai cái chân ông xuống dưới á. Mà các bạn biết là nhà của ông Năm Thảo lúc đó là cái nhà đất. Thì ông Tư ông mắc tiểu nha các bạn. Ông mới thọt hai cái giò ông xuống đi. Để cái giò ông mới chạm cho đụng cái đôi dép. Tại lúc đó mình mới ngủ mà cái đèn nó tắt ở đời nào rồi. Ông để cái giò ông đào đạp vậy nè. Đào đạp xuống nè, giống như để cho mà mình đụng cái đôi dép của mình ở đâu. Ông chạm xuống thì tự nhiên hai cái bàn chân ông lạnh ngắt. Ông chưa chạm xuống tới đất nữa là hai cái bàn chân ông lạnh ngắt nghe. Mà ông nói lạnh kỳ lắm. Lạnh như thể là giống như là ai để cục nước đá sẵn, như bây giờ mình nói ai để cục đá sẵn, như rồi ông chọt cái giò xuống á. Cái lạnh đó ông mới giật mình, ông giật cái giò ông lên. Ông giật cái giò ông lên các bạn. Ông giật cái giò ông lên rồi cái ông nói ủa gì kỳ, sao lạnh như vậy. Cái ông mới giờ hai cái bàn chân ông, thì hai bàn chân ông ấm lại bình thường. Ủa kỳ vậy. Đó. Cái ông mới
dở cái bụng ra, ông ra ngoài vậy nè. Ông mới dòm nhau xuống ông dòm. Ông dòm thì ông thấy hai cái, ông thấy cái đôi dép nằm dưới đi. Ông mới sọt vô, ông mới sọt cái giò xuống thì lúc này nó không còn lạnh nữa. Nó đứng gần á. Nó đứng đó ông đi ông đạp chúng nó hay sao lạnh. Ông mới nói quái đản trời. Sao mà kỳ mà tự mình nổi óc cái người lên, giống như là kiểu mà cảm giác tâm linh vậy. Mà ông đó làm nghĩ trong đầu không à nghe. Thôi cũng cởi mắt tiểu đi tiểu. Giống văn cũng văn nhà nông rồi, cũng lớn tuổi rồi cho nên là cái việc đó cũng đỡ, đâu có đó sợ trong nhà mà. Ông mới đi ra. Ông đi ra ông tiểu. Ông tiểu xong cái ông đi vô các bạn. Lúc mà ông mới vừa quay đầu vô á, ông mới thấy là giống như ai đó mà đứng ở ngoài cái mùng chồm chồm cái người vô á. Ông mới giật mình, ơ cái gì vậy? Ông giật mình ông la lên, ơ cái gì vậy? Ông vừa la lên cái thì bóng mất tiêu rồi. Ông mới vừa mắt ông dòm kỹ lại thì không có gì hết trơn á. Cái ông mới đi ngay vô. Mà lúc này là ông nổi da gà nhiều lắm rồi nha. Ông đi ngay vô cái ông nổi da gà dữ lắm rồi. Ông mới lợi, ông dở cái mùng lên. Ông mới khều khều ông Tư á. Ông mới khều khều ông Năm á. Ông nói Năm ơi. Ờ, cái gì vậy Tư? Sao đang ngủ mà kêu gì vậy? Mày nãy giờ mày có thấy gì không? Ồ thấy cái gì, tao đang ngủ mà tao thấy cái gì đâu. Lạnh quá mày đưa cái mền tao đắp coi. Cũng lạnh nữa. Mà ông Năm nói lạnh thì ông Tư nói giờ này mà lạnh cái gì? Ngay cả ông còn nực mà. Chỉ có cảm giác ớn lạnh thôi. Mà sao hôm nay em cứ than lạnh hoài? Thì trong đâu đó bản thân của ông Tư á, ông mới nghĩ tới cái việc giống như tâm linh vậy các bạn. Thì ông mới nằm. Ông nằm ông không ngủ. Ông không ngủ nha. Ông canh thì lúc đó ông mới nghe được cái âm thanh gà gáy. Nhưng mà đây là gà gáy lần thứ nhất là cỡ canh 22 giờ mấy các bạn. Thì ông mới suy nghĩ ông nói rồi, vậy là giờ này chỉ mới có 2 giờ mấy thôi. Mà bây giờ sao mình có cái cảm giác kỳ kỳ giống như tâm linh mà trong nhà của thằng Thảo nào giờ mà tâm linh cái gì? Mình cũng qua mình ngủ hoài vậy đâu. Nhưng mà thôi, để canh coi sao. Thì ông mới để ý. Các em để ý vậy cái im luôn các bạn. Tới sáng luôn không có gì hết. Thì sáng ra rồi, do là cũng dân làm việc này nó quen rồi, thành thử ra là bây giờ á có mệt chút thì vô giữa mặt nó cũng tỉnh nè. Lâu lâu thức vài ba tiếng đồng hồ vẫn giấc khuya thì bình thường. Nó cái ông Tư á, ông mới tới giờ mới kêu ông Năm dậy. Ông hỏi là trong người mày sao rồi, có mệt có gì không? Ông Năm mới nói không, bữa nay tao cũng bình thường mày ơi. Rồi hai người mới đi tắm rửa. Đi tắm rửa xong cái đang lúc tắm rửa này nó thay đồ đó, thì mới đi ra ngoài đây thay đồ xong xuôi hết trơn rồi. Ông cậu Bảy cũng bước qua ông hỏi là xong chưa bay này nọ. Thì ông Tư cũng nói xong rồi chú Bảy ơi. Mà ông chưa kể cho ông Bảy nghe cái vụ tối nha. Còn ông Năm á thì ông cũng nói xong rồi. Rồi xong hai người mới đi, rồi cũng xách đồ này nọ. Rồi ông cậu Bảy cũng căn dặn này nọ chút đến. Đi tới sừng chừng mà xuống đò đó, đợi cái ông đò bên kia ông qua ông rước á. Đó, thì lúc này nè, ông Tư, ông mới nghe ông Năm nói. Ông Năm nói vậy nè, ông nói ơi mày, hồi nãy sao tao cảm giác giống như là ai đang bực mình, ai đang khó chịu tao á. Không biết phải bên đó không? Nó là sao? Ai bực mình mày, ai khó chịu mày? Tao không biết, mà tự nhiên tao có cảm giác vậy đó. Thôi mày ơi, mày tào lao quá, thôi bỏ qua đi. Lo mà suy nghĩ câu từ lát nữa tao nói chuyện vậy đó, mày nhớ mày trả lời theo. Đó thì mới đi qua bên đó. Đi qua bên đó thì cái cuộc nói chuyện á nó diễn ra một cách hoàn hảo. Có nghĩa là ai cũng chịu hết rồi. Ai cũng chịu hết. Và mọi người đều đồng ý đối phương, đều chấp nhận đối phương rồi đó. Chỉ chờ cho cái ngày rồi hẹn chính xác một ngày có người lớn qua nói chuyện. Tại vì cái cô đó vẫn còn ở chung với nhà của cha mẹ rùa cổ đó. Thì bây giờ chỉ cần đợi người lớn thôi. Cái kiểu như là không có nói rõ là thôi bây giờ anh giờ anh kêu người lớn qua này nọ thì không có nói, nhưng mà cái cách nói chuyện á là cũng ông Tư ông biết rồi, được rồi, ok rồi. Thì đến giờ trưa đâu cỡ chừng là 1 giờ mấy đó, thì cơm nước rồi vài ba ly rượu cũng xong rồi, cho nên là mới kêu đi về chứ đâu có ở dám ở lại. Thì ngay cả cha ruột của cô đó vẫn ngồi nói chuyện với lại ông Năm đó. Thì xong mới đi về thì hai người hí hửng vui lắm. Chuyến này về còn chọc ghẹo nữa mà, về tới nhà ông Tư còn chọc ghẹo với ông Bảy, nói ô chú Bảy ơi ngon rồi, chuyến này thằng ế có vợ rồi. À, chuyến này thằng
thằng Thảo nó có vợ rồi đó. Thì chứ ông Năm ông cũng cười cười mắc cỡ này nọ, ai cũng vui chứ, trong cái tinh thần vui ai cũng vui hết trơn các bạn. Cái ông Tư nói thôi tao cũng về, tao về tao nằm nghỉ một chút, giờ chiều tao vô tao coi cái đám rẫy. Mày về mày nghỉ đi, cảm ơn mày nhiều người Tư. Ông Tư cũng về. Ông cậu Bảy nói thôi con cũng mới về, mày nằm mày nghỉ ngơi đi mày ơi, còn cái rẫy của mày á nó gần vậy tao chiều nó tưới nước giùm cho. Mà hồi đó tưới nước là tưới bằng đòn gánh á. Cái ông Năm mới nói thôi để con vô con tưới. Thì mẹ khoe mà nằm mày nghỉ đi, mệt á thì nghỉ đi, còn khỏe thì nha vô đó. Thì ông cậu Bảy mới vô, ông màng cái tới chiều vậy nha. Ông mới thấy là ông Năm không có vô thì nghĩ là ông mệt rồi, ông ơi nói với bà cậu Bảy thôi bà tôi bà tưới nước phụ nó. Thì bà cậu Bảy cũng vui vẻ thôi. Qua tưới nước, cái chuyện mà tưới nước phụ qua lại nhằm khi ông cậu Bảy, bà cậu Bảy đi công chuyện ở đâu mấy ngày trời thì giao lại ở nhà cho ông Năm ông phụ không a bình thường. Cái đến trời gần gần tối đó hai ông bà mới về. Thì khi mà về á, đi ngang cái nhà của ông Năm Thảo á, cái mới dòm vô coi là thằng này nó dậy chưa, rồi nó cơm nước gì chưa này nọ. Dòm vô thì thấy ông Năm Thảo ông ngồi xếp bằng mà cái mặt ông dòm làm vậy đó, mà cái tiếng nó phát ra nhỏ lắm nha, mà con mắt liếc trợn lên dòm hai ông vậy nè. Mà do là trời lúc đó thì chuẩn lúc mà đi về á là trời nó cũng nhá nhem, tối về tới đây nó cũng tối hù rồi, thì mà không có bắt đèn đó, ngồi vậy. Cái ông cậu Bảy mới nói, ông nói sao mà không bắt đèn lên đi, không đốt đèn lên đi Thảo, giờ này ban đêm ban hôm mà mày còn ngồi đó cơm nước gì chưa. Không trả lời tiếng nào, cũng là nằm ngồi im ru vậy dòm. Mà ông cậu Bảy với bà cậu Bảy lúc đó thì kiểu cũng mệt đó, đi ngang nói vậy thôi chứ không có dòm kỹ. Thì mới đi vô trong nhà là hai ông bà cụ đang tắm rửa này nọ, rồi ông cụ cũng tắm xong ông mới ra, ông mới lấy đồ ăn ra này nọ, ông đợi cho bà cụ tắm xong rồi ra ăn cơm, sẵn có gì kêu ông Thảo ăn cơm luôn. Thì trong cái lúc mà ông ngồi ông chờ vậy đó mới nghe cái tiếng của ông Tư, trời Thảo mày sao cái Thảo. Ông cậu Bảy ông mới giật mình ông chạy ra, thì ra là ông Tư cũng qua chơi. Ông qua ông chơi thì ông gặp là ông Năm Thảo á, ông ngồi cũng bây giờ mi giang vậy đó, trợn mắt lên giờ móng vậy đó, giống như thù ông vậy đó. Ông mới nói mày làm gì Thảo, sao mà khuya lắc tối trời rồi mà sao mày không mở đèn lên, không đốt đèn lên. Ông mới đi vô, ông vừa nói mới vừa đi vô tự nhiên cái ông Năm Thảo ông mới chồm dậy. Ta nói ông đưa cái tay ông bấu giống như là muốn bóp cổ ông Tư vậy đó. Ông Tư tưởng giỡn nhưng mà làm thiệt. Ông mới giật ra, ông chạy ra ngoài. Mày làm gì Thảo, mày làm gì vậy? Thì ở trong đây á nghiến răng kêu bằng can két mà đưa cái tay á không có đưa phẳng ra được đâu. Mà ngoéo lên như này nha. Mày ở đây, tao bóp vẻ cổ mày, làm gì đó. Bởi vì ông Tư mới la lên thì ông cậu Bảy mới chạy ra. Ông chạy ra thì nó dậm chân dậm giò, nó nhập vô trong rồi, nó nhập vô Năm Thảo rồi. Nó nhập, nó dùng dãy nó làm dữ lắm nghe, mà nó không dám chạy ra. Hai ông mới thấy vậy mới chạy rồi la làng lên. Mấy cái người hàng xóm ở xa người ta cũng nghe, xúm lại chạy vô trong nhà các bạn. Chạy trong nhà đè xuống, đè nó xuống là nói chuyện với nó cực kỳ khó nghe, chứ không phải là dễ nói đâu. Nhưng mà nó cũng gầm gừ, nó nói tao không cho mà mày. Cái ý của nó là cái dòng này nó theo ông Năm Thảo lâu lắm rồi, nó theo mười mấy 20 năm nay rồi, và nó phù hộ cho ông Năm Thảo đó. Và nó muốn ở gần ông Năm Thảo và nó không cho ông Thảo cưới vợ. Thành thử ra là mỗi lần ông Năm Thảo muốn có vợ này nọ, cái nó làm cái này làm cái kia, nó khiến cho ông quên đi trơn, không chịu có vợ luôn. Chứ không phải là ông Năm Thảo ông riết rồi ông lo màng, riết rồi ông quen không nhớ tới các bạn. Trong khi cũng nhớ nhưng mà nó khiến ông đâu có biết đâu, chứ nó không hay ông. Nhưng mà nó theo như vậy đó. Ông Năm Thảo cứ như vậy sống bình thường thì không sao, còn mà đòi đi cưới vợ này nọ ha, bỏ đi cưới vợ này nọ là nó làm. Rồi nó nói hết luôn, nó nói bữa đó làm sao đêm đó, nó qua nó nhập đêm đó đó, nó nhập cái đêm mà ông cậu Bảy nghe là ở mấy tiếng đó là nó nhập á. Nhưng mà do nó nhập rồi thì ông Năm Thảo không biết, bởi vậy sáng ra nó vẫn còn nhập. Nó nhập nó đuổi ông Tư về, ông Tư mới chạy vô chỗ ông nói với ông cậu Bảy. Thì
tới khi mà hai người dời giống như trời sáng hay sao đó, với lại cái sức khỏe ông Tư, ông Năm Thảo cũng tốt hay sao đó mà nó xuất ra. Bởi vì ông Năm Thảo đâu có nhớ gì đâu. Thì cái hôm mà ông Tư qua ngủ đó, do là có ông Tư nằm đó, nó không nhập được, nó không có phá được, cho nên là nó tức, nó làm rộn rãng ở dưới. Và cái hình ảnh khi ông Tư ông đi tiểu á, ông bây giờ ông thấy gì đó, mọi thứ nó rõ ràng hết trơn, là bây giờ biết rồi. Ông cậu Bảy ông mới vô ông khuyên, ông nói bây giờ là không có theo người ta như vậy được, người ta đâu có liên hệ gì tới đâu, mà lý do làm sao mà theo. Thì cái dông cái bà này mới nói á, mới nói là tao đi, tao thấy thằng này nó hiền, nó hiền rồi, nó tao muốn theo nó, tao ở chung với nó, tao không cho ai vô chứ, cái nhà này là chỉ có tao với nó ở thôi. Bà nói như vậy. Cái ông cậu Bảy á, ổng mới kêu mấy cái người đó lấy mấy cái nhánh dâu vô đánh. Dốc ngồi cái tự nhiên nó xuất ra. Nó xuất ra các bạn. Nó xuất ra thì bây giờ đâu để yên vậy được đâu. Không để yên được. Nhưng mà cái ông hồi đó giờ nó không có phải là làm ông Năm Thảo gì hết trơn á. Bởi vì đâu có biết ông Năm Thảo bị nó theo như nào đâu. Nó theo nó phù hộ chứ nó không có hại gì chứ á. Nhưng mà dẫu sao vậy thì sao ông Năm Thảo không có vợ được. Cái ông Năm Thảo mới cúng. Ông cúng cái tối đêm đó nó nhập ổng. Nhưng mà do lúc này là mọi người có chuẩn bị rồi, nó nhập ổng lần thứ hai á, mọi người biết rồi, nó mới khóc. Nó nói là sao mà cúng rồi gian giái rồi kêu tao đi, giờ tao đi tao biết tao đi đâu. Nó lần nào nó cơm nước này nọ nó cũng cúng tao ăn hết trơn, bây giờ nó đi rồi tao biết đi đâu. Nó khóc quá trời, hồi cái lấy dây dầu dốc nó cũng sức ra nữa. Thì thấy vậy đi, cái kể lại cho ông Năm Thảo nghe. Thì ông Năm Thảo á, ông có một người bà con, mà cái người bà con của ông nghe nói đâu cái ông kêu tới bằng ông gì lặn, mà trong đó ông linh. Ông linh lắm, con cháu bị gì á, thì cứ về ngay cái nhà đó rồi cúng lên, kêu tên gọi họ ông về, thì có mấy ngày vậy là ông sẽ về. Cái ông về, ông đuổi đi. Ông đuổi cái vong của cái bà đó đi. Rồi mới nhập vô cái người ở trong nhà đó, ông mới nói là tao đuổi nó đi rồi đó. Nói chung nó đâu hại gì mày đâu, cho nên tao không có đánh đập gì nó hết trơn á. Tao đuổi nó đi, tao chỉ cho nó cái chỗ, đợi cho nó lên trên đó rồi có người cúng kiến cho nó rồi nó tu. Rồi nó chịu rồi, từ đây tới là mày yên tâm đi, không sao đâu. Đó thì rồi cái lần đó là mới xong đó các bạn. Bởi vì ông Thanh Thảo nói, ủa sao đó giờ bốn mấy tuổi mà nó ngặt cái là nó theo mà nó không có làm cái gì ổng hết trơn. Cho nên là không có nghi ngờ gì cả. Đâu có biết là nó theo đâu. Đó. Tới khi mà có vợ như vậy đó. Ông Tư hôm qua ông giúp tới mà giống như là ông nấu sẵn nồi cơm chỉ đợi cho ông Năm ông ăn thôi đó. Thì nó mới biết là không được rồi, nó mới hành ông. Mà may là cũng nhờ mọi chuyện nó cũng xuôi chèo mát mái, nó cũng xong. Giống như cái mạng số người mình cũng lớn các bạn. Rồi sau đó ông Năm vẫn cưới được cái cô đó và có cuộc sống bình thường đến sau này luôn. Rồi câu chuyện đó là kết thúc. Bảo xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.